Rồi, hello anh em nhé, hôm nay thì đang chuẩn bị cận cảnh lắp cho anh trai cái chân gôn này. Chiếc xe của anh trai rất đẹp luôn. Cái này thì mình hướng dẫn anh em lắp nhá. Rất là đơn giản luôn anh em, chỉ việc chuẩn bị cho mình một cái T10, một cái cà lê và một cái T10 một cái cà lê thôi anh em nhé. Đấy. Anh em chuẩn bị cho mình một cái T10 một cái cà lê này và một cái tô vít thôi là các bạn có thể tháo được cái chân gôn. Đấy, chân gôn thì nguyên bản bên trong là rất là đơn giản nhá. Hôm nay mình sẽ để cái máy camera ở đây và anh em tháo lắp cùng mình nhá. Đấy các bạn này, các bạn chuẩn bị cho mình 2T nhá. Đấy, các bạn sẽ lấy cho mình 2T. Cho mình, các bạn tháo lắp của mình rất là dễ luôn anh em nhá. Cực dễ luôn. Các bạn ạ, đây. Hôm nay là mình sẽ tháo lắp cho anh trai chiếc trần gôn anh em nhá. Đấy, lắp vào trần gôn chiếc xe này. Đấy, anh em ạ. Sau khi tháo trần của bạn thì ra đây, trần gôn nó sẽ khác biệt này. Đây các bạn này, đấy, trần gôn với trần thường. Đấy các bạn thấy không? Tất cả đều là sự 100% luôn. À, chính hãng, đấy các bạn thấy không? Đấy. Đấy, tháo hết trần gôn đây các bạn. Đấy, anh em mình lắp ra trong vòng lót mi mất tầm 15 phút đấy anh em, thì cũng đã xong rồi. Đấy, giờ mình sang mình lắp lốp một số tí đồ nữa. Đấy, siêu phẩm đấy anh em này. Đấy, siêu phẩm này của em trai đây. Em trai thì tuổi ăn chơi xe không ạ? Các bạn nhìn xe đẹp không? Các bạn nhìn xe đẹp không? Quá đẹp luôn. Đấy, siêu phẩm đấy các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì em trai đi làm khá là nhiều đồ các bạn nhá. Đèn đóm gương được rồi, đầu màn các thứ linh tinh. Đấy, anh em có thể ngắm qua chiếc xe của bạn ấy rất đẹp luôn. Đấy, các bạn qua số nhà 110 phường Yên Sở, phường Mai Lộ đấy, các bạn qua số nhà 110 này. Phường Nhật Đức này, đây các bạn này. Đây thì bây giờ mình anh em mình lắp gần như xong rồi, rồi chỉ còn mấy con vít là xong thôi. Ngoài con vít rồi thôi thì mình cầm máy quay ra mình quay các bạn xem qua này. Xe của bạn đầy đủ hết đấy, chúng mình trả tiền cái gì anh em, đầy đủ hết đấy. Bảo đang là cái bóng đèn led anh em ạ. Đây rồi, cái bóng đèn led. Đấy các bạn nhìn thấy không, chưa ra biển led dài là nó quá. Đây cái này thì anh em cứ tự tin này. Hôm nay là bạn rất là mệt anh em ạ, đi từ cả ngày làm xe. Đấy, cả ngày làm xe hôm nay luôn, dành cả ngày để đi xe này. Xe yêu này. Thì anh em lưu ý giúp mình là các bạn không cần phải mua đèn trần khác đâu anh em nhé. Anh em dùng đèn trần zin luôn, nguyên bản luôn là các bạn cũng có thể là dùng được cái đèn trần của nó vào xe của bạn luôn. Đèn trần nguyên bản theo xe các bạn có thể dùng được luôn anh em nhé. Đấy các bạn thấy không, đây đang lắp đèn trần này. Trần gôn thì nó sẽ có ba cái hốc này và một cái mic nói đây các bạn này. Khi nào anh em đấu mà đầu bắt vào bluetooth, các bạn đọc cái mic nói này vào luôn này, khi các bạn nói chuyện rất là to với người đối diện nghe. Đấy, sau đó thì các bạn bật nó lên để xem điện nó vào chưa thì chúng ta sáng rồi các bạn nhé, các bạn tắt nó đi. Đó các bạn thấy không, đấy thay thành đèn led. Đấy, mình thay đèn led này, thay cái bóng này thì đèn led cho sáng các bạn ạ. Đấy, để tí nữa cái này thì không cần đến lau sạch các bạn ạ. Đấy, thế là xong. Đấy, tất cả combo ngoài hoàn thiện lắp cái đèn trần gôn thì trong vòng 15 phút thì là xong các bạn nhé. Cho mình nhờ bạn bắt nốt cái tay này cho mình là xong. Để mình xuống mình quay cho bạn xem bên phụ. Là xong các bạn. Toàn cảnh chiếc siêu phẩm của bạn ấy rất đẹp anh em ạ. Ui dồi ôi, nóng thế. Đây, siêu phẩm của bạn ấy đây. Anh em nhìn này, anh em mới biết là bạn ấy yêu xe. Đấy, bạn ấy không yêu xe không ạ? Quá yêu xe luôn. Anh em nhìn này, xe bạn từng đông lạnh này. Là nhiều đồ chơi trang trí này. Đầy đủ hết. Pha thì là bi cầu luôn. Đấy, cản thì bạn thay cản ba đờ sốc inox luôn anh em ạ. Thay thành cản inox luôn anh em nhá. Đấy, rất yêu xe luôn. Đấy, toàn bộ thay thành cản inox hết luôn. Đấy, anh em để ông yêu xe. Đây, quay cho các bạn xem qua cái đít thùng của bạn ấy đây. Đấy, anh em thấy không? Đấy, đít thùng của bạn ấy. Quá yêu luôn đúng không các bạn? Quá đẹp luôn. Đây, trở lên nào. Yêu luôn. Đây là đồ chơi đầy đủ hết anh em ủng hộ mình nha các bạn. Đấy, thế là xong. Giờ bạn bắt lốt cái tay bám bên kia là xong anh em nhá.
Lắp cái này thì các bạn hình dung là các bạn lắp như zin, không cần phải chế cháo một cái gì cả luôn. Anh em tháo cái trần cũ ra và lắp cái trần mới vào, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10 con vít. Và cũng là 10 con vít lở thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình, nếu anh em không có cái đồ dụng cụ ở nhà, các bạn dùng cho mình một kéo. Các bạn chỉ chuẩn bị một cái kéo này, một cái T14 hoặc cà lê 14 cũng được. Đấy, thì là anh em sẽ bắt được cái trần côn như này. Đây, các bạn nhìn trần côn này. Bản 100% hàng chính hãng anh em nhá. Nói sai bán sai đề mục cấp 10 luôn. Hàng này là hàng đi ra nhập khẩu về. Về Việt Nam mình thì anh em bị cắt bớt rồi, có nghĩa là người ta để trần trơn thôi, nó không để trần côn như này. Còn đây là trần côn 100% anh em nhá. Đấy, trần côn xịn 100% luôn. Hốc đồ thì các bạn hình dung là nó gồ từ đoạn gồ này vào trong, nó sâu hẳn vào trong này luôn. Ba cái đồ này các bạn để sách vở, quần áo, điện thoại, ví tiền rồi kính các thứ, các bạn để thoải mái luôn. Ba hốc này các bạn để thoải mái, thậm chí là quần áo các bạn có thể để được tầm khoảng 5 bộ. Kem màn chải đánh răng rồi là gối cùng các thứ, hoặc là phụ kiện điện thoại các bạn để lên thì rất ok luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không, rất đẹp đúng không? Trần côn đấy các bạn. Đời này thì nó sẽ có tắp ly rồi các bạn nhá, nó không cắt tắp ly. Và cái đời HD là cắt tắp ly, đời này thì không bị cắt tắp ly anh em ạ. Đời này thì có tắp ly sẵn rồi. Con này chỉ bị cắt qua trần côn thôi. Còn anh em thích chơi cả phanh, à khi nào em chơi cả phanh tay gôn nữa đúng rồi. À phanh tay gôn rồi à, lắp rồi à? À đây đây rồi. Đây đây. Đang mời bạn thì cái tay phanh gôn như bạn cũng lắp rồi anh em ạ. À. Đây này, tay gôn anh em này. Anh em đang kéo như này đúng không? Anh em đang kéo. À đây, đấm số luôn. Đấm số A gật gù, số gọi là số của gôn đúng không? Đấy, bạn thay luôn cả số gôn anh em này, có nghĩa là anh em ngả à, hết cỡ này. Đấy, các bạn thấy không? Đây con này phải chơi các bạn nhỉ. Anh em nào sẽ nhập mình biết quả đấm số gôn này nó yêu như nào. Và nó quý đây, hốc này các bạn này. Hốc to này, có quả lưới này để chắn, gọi là chắn đồ, gọi là nó rơi rụng các bạn này. Đấy, có quả lưới để chắn đồ rơi rụng này. Đấy. Đấy, thế là xong luôn. Đèn chân led. Đấy, ok luôn, thế là xong đấy anh em nhá. Giờ dọn dẹp đồ thôi anh em. Đấy, thế là xong, chân gôn đây các bạn xem toàn nói chân gôn đây. Các bạn ấy nổ máy lại bon về công việc. Thì sau một ngày làm việc. Và đây nó có hai cái nút này. Nó có hai cái nút vào đây này. Ấn cho mình phát đây. Đây bên này các bên này đây. Đấy. Để mình nhặt đồ ra, mình để máy quay ở kia mình nhặt đồ. Đấy, thế là xong anh em nhá. Đấy. Cảm ơn bạn ấy rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái livestream này của mình nhá. Anh em có gì qua số nhà 110 hộ mình nhá, số nhà 110 đường Đỗ Mười. Phường Yên Sở của Đồng Mai Hà Nội, số nhà, số điện thoại của mình là 09788 23083 và 09788 anh em nhớ vào phụ tùng nhà Đức nhá. Nhà mình dùng nhất là hai số điện thoại và không dùng số điện thoại thứ ba. Các bạn nhớ cho mình tất cả các trang mạng social, các bạn đều vào đúng hai số đấy, còn vào số thứ ba là bị bọn nó lừa rồi. Và bây giờ là quét ngân hàng sinh chóc học cái gì đấy thì các bạn yên tâm, anh trai lấy gì đấy, xe gì đấy anh? Ôi hùng không có, cái này em không có rồi. Anh chỉ chạy ra ngoài nhà em một tí, em có ngoài nhà em một tí, em có mấy vàng thôi, em có người ta còn mở. À, anh em nào mà yêu trần côn này thì ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Tiếp. Nghỉ ngơi đúng không? Đi làm xe vất vả thế, yêu xe vất vả thế. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn đấy. Anh em có gì ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Anh em ơi thì mình đã có một cái trần côn. Cảm ơn bạn nhá. Chạy nhá. Anh em ơi, mình lại có một cái trần HD này. Anh em nào mà yêu trần này ủng hộ mình nhá. Trần này thì mình bán rẻ cho các bạn ạ. Vì bạn thì cũng bán rẻ cho mình thôi. Thì mình lại bán rẻ cho anh em. Anh em nào mà yêu trần côn này thì ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23083. Trần này thì lắp chung cho toàn bộ dòng xe Hyundai SD15. Trần mới đét luôn các bạn ạ. Xe quả thì mới đét đấy các bạn nhìn này. Đấy, xe thì mới đét luôn. Bạn về phát bạn tháo trần côn ra, bạn ấy các đổi trần côn mới cho mình luôn. Đấy các bạn ạ. Đấy, anh em thấy không? Trần thì nói chung là vẫn chưa sắc sắc một tí gì anh em nhá. Vẫn còn mới đét luôn thì các bạn biết được tiền mới đấy. Đấy, anh em qua số nhà 110